Ở nhà mà chấm cho em nhá, nem Quảng Châu nha mọi người nhá, mua 3 tặng 1 nhá. Mua 3 tặng 1 áo phông nhá các chị nhá. Em ở Hải Phòng luôn. Giá này là giá chốt trên nai các chị nhá, giá này là giá em chốt trên nai nhá. Giá chốt trên nai nhá mọi người nhá. Hàng hàng mới nhá. Hàng mới 100% chứ không phải hàng si tuyển hay gì nhá mọi người nhá, hàng mới của em nhá, nên Quảng Châu nhá mọi người nhá. Hàng mới của em nhá, mua 3 áo nên em sẽ tặng 1 áo phông nhá. Mua 3 áo len em sẽ tặng 1 áo phông các chị nha. Đầu mùa em bán mở hàng cho nó may thôi. Mua 3 áo len tặng 1 áo phông các chị nha. Mua 3 áo len tặng 1 áo phông nhá. Em nhắc đi nhắc lại nha. Mua 3 áo len em tặng 1 áo phông ạ. Mọi người bấm nhanh tay vào xem mua được cái gì thì mua nhá mọi người nhá. Mua 3 áo len em sẽ tặng 1 áo phông nhá mọi người nhá. Mua 3 áo len em sẽ tặng 1 áo phông. Khoảng len kia bao nhiêu? 49k thôi bạn ơi, 49k thôi ạ. Khoang len này 49k thôi nhá. Khoang len nhà mình có rất nhiều kiểu nhá bạn nhá. Khoang len này 49k nhá. Khoang len 49k. Khoang len nhà mình có màu đen, màu trắng thôi. Khoang len 49k nhá. 49k thôi. Khoang len 49k cả nhà nhá. Yêu của em mã số 1 màu trắng, khoang len 49k ạ. Màu trắng mã số 1 khoang len có 49k thôi các chị nhá. Mua 3 áo len em sẽ tặng 1 áo phông. Áo len 49k cũng được, áo len miễn là 3 cái áo len em sẽ tặng 1 áo phông nhá mọi người nhá. Cứ miễn là 3 áo len em sẽ tặng 1 áo phông. Bây giờ em mã số 1 49k, mã số 1 màu trắng 49k nhá. Em giơ luôn mấy cái khoác này. Mã số 2 màu nâu 49k này. Mã số 2 màu nâu 49k dáng dài nhá. Mã số 2 màu nâu. Chị ơi có nhá chị nhá. Có chị nhá. Có chị Lưu Thị Ngọc nhá. Có chị nhá. Mã số 2 này. Mã số 2 này màu nâu này 49k luôn. Mã số 2 màu nâu 49k luôn các chị nhá. Dáng dài nhá. Đây em treo lên này. Dáng dài nhá. Cái này dáng dài ghi hộ em. Đây ạ, à, em đăng nai luôn ạ. À. Mã số 2 ghi hộ em màu nâu 49k luôn các chị nhá. Và trong đến lúc vào hưởng tháng nữa là không có giá này đâu. Một tháng nữa hàng giá hàng nhập nó cũng tăng là không có giá này đâu các chị nha. Mã số 2 49k luôn màu nâu nha mọi người nha. Mã số 2 luôn màu 49k luôn đấy ạ. Mã số 1 màu trắng 49k. Mã số 2 màu nâu 49k luôn các chị nha. Cứ 3 áo len này em sẽ tặng 1 áo phông nha mọi người nha. Cứ 3 áo len tặng 1 áo phông. Muốn áo len nào cũng được. Cứ 3 cái này em tặng 1 áo phông. Nên mọi người cố gắng chia sẻ hộ em nha. Chia sẻ hộ em nha. Mã số 2 này, màu nâu nha mọi người nhớ hộ em nhá. 49k mã số 2 này. Mọi người chấm cho em đi ạ. Đây, mã số 3 màu xanh. Mã số 3 màu xanh 49k luôn các chị nhá. Mã số 3 màu xanh này 49k luôn, mọi người chia sẻ hộ em nhá, chia sẻ hộ em trên nhóm cũng được, trên tường cũng được nha mọi người nhá. Chia sẻ hộ em nhá mọi người nhá, đẩy view cho em nhá. Mua 3 tặng 1, mua 3 len tặng 1 phông nhá. Mã số 3 màu xanh dáng dài này. Dáng dài nha các chị nha, 49k luôn nha các chị nha. Mã số 3 màu xanh dáng dài 49k luôn. Hàng mới của em nha, hàng mới 100% các chị nha. Lên Quảng Châu nha mọi người nhá, Quảng Châu nha. Áo lâm chiêm nào đó cái gì ạ. Đây chị nha, mã số 3 này. Mã số 3 các chị nha, mã số 3 nha. 49k luôn. Mã số 3 49k luôn của em nha. Mã số 3 49k luôn ạ. Mã số 3 49k luôn mọi người nhá. Len dáng dài nhá. Khoác mỏng mặc mùa thu nhá. Khoác mặc chỉ hơi lạnh tí là mặc được rồi. Đây nhá mọi người nhá, mã số 3 này. Khoác nó khoác dài nhá. 49k luôn. Mọi người chấm đẩy view cho em nhá. Cứ mua 3 áo len này em sẽ tặng 1 áo phông. Áo hàng mới 100% nhá. Shop em không bán hàng si nhá. Len cũng mới mà áo phông cũng mới 100% các chị nhá. Mã số 4 69k. Mã số 4 69k các chị nhá. Mã số 4 69k. Mã số 4 69k nhá mọi người nhá. Mã số 4 màu nâu, màu đen, màu xám này. 69k nhá, ghi hộ em mã số 4 69k các chị nhá. Mới 100% các chị nhá. Mã số 4 69k nhá mọi người nhá, mã số 4 à. Mã số 4 69k nhá. Mã số 4 69k. Mọi người chấm cho em đi nhá. Mã số 5 49k. Mã số 5 khoác này của bạn đây nhá, khoác dáng ngắn này. Mã số 5 49k, khoác dáng ngắn màu xanh.
khoác dáng ngắn màu xanh nhá, 49k luôn. Mã số 5. Mã số 5 khoác dáng ngắn 49k luôn nhá. Mã số 5 khoác dáng ngắn 49k luôn ạ. À. Em nhắc đi nhắc lại rồi đấy nha mọi người nhá. Mã số 5 khoác ngắn 49k. Mọi người vào chấm cho em đi ạ. Mã số 5 nhá. Rồi nha mọi người nhá. 49k, cứ mua 3 len em sẽ tặng một áo phông nhá. 3 len tặng một áo phông. Siêu sập luôn. Siêu sập sàn luôn. Hàng mới nhá các chị nhá. Hàng mới. Không phải hàng si nhá các chị nhá. Không phải hàng si hay không phải hàng si đâu. Mã số 6 nhá. Mã số 6 này khoác len này. Mã số 6 khoác len màu đen xám, đen xám thôi nhá, không phải đen đâu. Đen xám. Mã số 6 49k khoác đen xám. Khoác đen xám các chị nhá, khoác đen xám mã số 6 ạ. Khoác đen xám nha mọi người nhá, mã số 6 khoác đen xám ạ, 49k luôn. Mã số 6 khoác đen xám 49k các chị nhá. Mọi người chấm cho em đi ạ. Mã số 6 khoác đen xám 49k luôn nha mọi người nhá. Mã số 6 này. Mọi người chấm đẩy view cho em nhé. Cứ mua 3 len em sẽ tặng một áo phông. Áo phông dáng ôm cũng được, mà dáng dài cũng được, hay dáng giấu quần cũng được. Mã số 7 ạ. Mã số 7 69k. Mã số 7 69k. Mã số 7 57 cân đổ về nhá. Mã số 7 69k 57 cân đổ về ạ. Mã số 7 chấm bi nhá, chấm bi. Mã số 7 chấm bi 69k 57 cân đổ về. Đấy nhá, len thừng hàng mới. Len thừng hàng new 100% của em nhá. Len thừng. Đây nhá, mọi người nhá. Mã số 7 57 cân đổ về 69k. Đấy ạ, mã số 7 mọi người chấm cho em nhá. Em chèo tạm luôn đây. Mã số 1 này, màu trắng này. Mã số 7 luôn. Dáng ngắn đấy em mình like cho bạn rồi nhá, màu trắng, màu xanh, màu các màu ấy nhá. Trắng, màu xanh, màu đen. Mã số 7. Mã số 7 nha mọi người nha, mã số 7 là 69k nhá. Mã số 7 69k. Mã số 7 69k. Mọi người thích áo gì chấm cho em nhá. Thích áo gì chấm cho em sẽ like nha mọi người nha. Khoác dáng ngắn đấy ạ, có màu trắng, màu xanh, màu đen nhá. Bạn nhá, khoác dáng ngắn có màu trắng, màu xanh, màu đen ạ. Bạn nào xem thì chấm cho mình tiếp đi ạ. Chị Thúy, chị có ở đây nữa không thì chấm cho em nhá. Em sẽ like áo 70 cân nữa chị. Mà chị không còn ở đây là em không like nữa. Mọi người chấm đẩy view cho em nhá. Mua 3 áo len em sẽ tặng một áo phông. Em chỉ bán cho nick thật thôi nhá. Nick ảo em không bán hàng các chị nhá. Cho các chị toàn vào hỏi vướng hỏi vận thôi. Nick gì mà có 20 bạn bè còn không có ảnh ít gì hết. Mọi người nhá, em chỉ bán cho hàng đích thật thôi nhá. Em ở Hải Phòng có Shopee nhá mọi người nhá, ở Hải Phòng có Shopee nhá. Chị nào mà xỉ thì vào inbox của em nhá, xỉ inbox của em nhá. Chị Nguyễn Thu Trang, chị muốn xem áo kiểu gì thì chấm cho em nhá. Chị muốn xem áo dáng ngắn hay dáng dài hay áo ngắn tay hay áo thế nào thì chấm cho em nhá. Mã số 7 luôn này, mã số 8 này. 49k luôn, mã số 8 len ngắn tay nhá. Mã số 8 len ngắn tay. Ngang ngắn tay đây nhá, đây là đằng sau lưng này. Đây ạ, đằng trước thôi nhá. Đây không phải là cái này là nó may kiểu như thế này các chị nhá, may giả như thế này chứ không phải là kiểu là không phải may là em nộn ngược đâu nhá. Đây là. Đây nhá. Đây là kiểu ngắn tay các chị nhá, 49k ghi hộ em mã số 8. Cái này em chỉ còn màu vàng, màu nâu, màu đen thôi, màu đỏ thì hết rồi các chị nhá. Mã số 8 em có 3 màu. Còn 3 màu nhá các chị nhá. 49k luôn. Mặc cái màu vàng cực kỳ sáng da luôn các chị nhá. Mặc màu vàng cực kỳ sáng da luôn, 49k luôn các chị nhá. 49k len này, len tăm, Quảng Châu loại 1 các chị nhá. Ghi hộ em mã số 8. Chị nào xem thì chấm cho em. Biết hộ em là muốn xem len ngắn hay len dài nhá. 49k mã số 8 này. Đây, cho các chị xem len luôn. Cực kỳ mịn nhá. Mã số 8 ạ. Mọi người chấm cho em nhé, mã số 8 này. Mã số 9 này, 49k luôn. Đây là, cái này là phần trong ngực cái này. Mã số 9 này,
49k luôn các chị nhá, mã số 9. Cái này là mặc trùm mông các chị nhá, mặc trùm mông qua mông luôn, mặc dài qua mông các chị nhá, mã số 9 49k luôn. Mã số 9 em xả 49k luôn các chị nhá. 49k luôn nha mọi người nhá. 49k. Mã số 9 49k luôn, dáng dài nhá. Dáng dài cho các chị luôn. Len lưới dáng dài nhá. Len lưới dáng dài đây. 49k luôn nhá. Len lưới dáng dài 49k luôn. Len lưới dáng dài nhá. Cái này tầm 5 năm cân đổ về các chị nhá. Cái này 5 năm cân đổ về mặc đẹp nhá. 5 năm cân đổ về mặc đẹp các chị nhá. 5 năm cân đổ về mặc đẹp. Chị nào muốn xem len kiểu gì thì chấm cho em nhá. Muốn xem len kiểu gì chấm cho em nhá. Để em còn like không nhờ. Ít view quá là em không like đâu. Ít view quá em không like đâu. Mua 3 tặng 1 thì không xem để em không like đâu. Mọi người chưa kết bạn theo dõi thì nhớ ấn kết bạn theo dõi. Trước nữa em sẽ xả áo dạ nha, áo dạ hàng nghe hàng châu luôn. Đây em xin nhá hàng áo dạ lên cho các chị luôn. Dạ nhá. Đằng sau em đây là dạ này. Đằng sau em là áo dạ luôn các chị nhá, hàng mới 100% luôn. Áo dạ các chị nhá. Các chị nhớ kết bạn theo dõi với em nhá. Áo dạ hàng mới 100% luôn các chị nha. Rất nhiều màu, rất nhiều màu, rất nhiều kiểu nhá. Đằng sau em đây là một đống áo dạ luôn. Đây nhá. Đấy. Chỗ này là áo dạ hết các chị nhá. Chị nào có nhu cầu hứng thú áo dạ thì em sẽ chuyển sang áo dạ. Đây là áo dạ nhà em này. Mới về một lô xích sông luôn. Rất nhiều áo dạ mới 100% nhá, chứ không phải dạ si tuyển hay dạ hàng si đâu mọi người nhá. Áo dạ một mới 100% luôn nhá. Em xả em bán có dưới 200.000 thôi. Áo dạ mới 100%. Hàng nặng tay luôn. Dáng ngắn dáng dài có hết, dưới 200.000 thôi. Chị nào có hứng thú thì chấm thêm em nhé, em sẽ lại áo dạ. Dưới 200.000 các chị nhá, hàng mới 100%. Vào mùa các chị mua không dưới 600.000, không dưới 500.000, 600.000. Em bé luôn. Em mới bị áo dạ các chị nha. Các chị không có hứng thú với len thì thôi em sẽ kết thúc like. Lát em sẽ xả cái sóc nha. Lát em sẽ xả sóc bò nha mọi người nha. Sóc bò nhà em xả có 60.000 thôi. Quá rẻ luôn. Hàng mới. Nhà em toàn bán hàng mới, không bán hàng si bao giờ các chị nha. Sóc 60 áo không có 100.000 ba cái. Quá gì à, hàng Quảng Châu loại 1. Không có hình thú chứ thôi, em không ngại đâu, nói làm đau họng lắm. Chị nào muốn xem sóc bò 60k hay áo không 100.000 ba cái thì biết hộ em nhá. Em chỉ bán hàng cho nick thật thôi nha, chứ nick ảo vào hết hỏi quần xong định hỏi áo rồi hỏi váy rồi sang hỏi đồng hồ. Kết thúc là chẳng thấy đâu nữa. Là em không like nha mọi người nhá. Còn chị nào muốn xem thì viết hộ em. À viết hộ em len hay là áo dạ hay là sóc bò áo bông nhá. Em nói luôn như thế. Còn không qua chấm là em không. À không ai nói gì nữa thôi, em không like nữa đâu. Là chán là chê thì chẳng thấy đâu. Xem áo bông. À không, mọi muốn xem áo dáng ôm hay áo dáng dầu quần ạ. Ghi hỏi em cân nặng, chiều cao cân nặng nhá. Ghi hỏi em chiều cao cân nặng đi ạ. Ghi hỏi em chiều cao cân nặng nhá, muốn mặc áo dáng ôm hay là mặc áo dáng dầu quần nhá. Ví dụ chị các chị 60 cân thì phải mặc áo khác, mà mặc bùa 50 cân trở lại hay 55 cân đổ lại thì phải mặc áo khác nhá. Các chị ghi hộ em cân nặng nhá. Không là em like một đằng xem một kiểu không chọn được cái nào đâu. Ghi hộ em chiều cao cân nặng nhá. Dấu quần 62 ký. Dấu quần và 62 ký là không có chị nhá. Dấu quần và 62 ký là không có đâu. 62 ký chỉ mặc vừa thôi. Bởi vì
người nó hơi mập, là nó căng, nó kéo áo lên là nó không thành dấu quần nữa, mà chỉ thành vừa thôi chứ không được dấu quần đâu. Em nói luôn nhá, 62 kg trở lên mà nếu mà là người nó hơi bị mập ấy, là áo nó kéo lên rồi ấy, áo nó kéo lên là không thành dấu quần được đâu nhá, không thành dấu quần được đâu các chị nhá. Áo mặc vừa thôi, có áo mặc vừa mộc dạng rộng rãi thoải mái thôi, chứ 62 kg mà lại còn cao 1m7 nữa là không có dấu quần đâu nhá. Áo dài thì không có dấu quần đâu, căng thì không có dấu quần. Đấy, em trả lời luôn nhá mọi người nhá, trả lời luôn như thế. Không đến lúc về mua dấu quần về thành vừa lại bảo là shop nói deal nhá mọi người nhá, trả lời luôn. Chỉ tầm 1m6 trở lại thì có dấu quần thôi. Khi người cao và lưng nó cũng dài, người cao và lưng nó cũng dài đấy. Không vừa được đâu, không có dấu quần đâu, có vừa thôi. Đây chị nha, em sẽ mang cho chị một ít mẫu này, 100.000 ba cái nhá. Em chỉ là đặt đến đúng mã 20 mà không ai chốt là em nghỉ ra nhá mọi người nhá, không mặc nhiều đâu. Trăm nghìn ba cá đó chị nha, em đọc theo mã thì mọi người cố gắng chốt theo mã của em nha, có 100.000 ba cá thôi nên đọc theo mã thì cố gắng chốt theo mã của em nhá. 100.000 ba cá nhá, mua một cái em không bán đâu, một cái là không có thể ship đâu, một hai cái không có thể ship nên 100.000 ba cá nhá. Đây ạ, mã số 1 luôn các chị nha, mã số 1 này, đây chữ thêu nha, chữ thêu ở ống tay này, thêu ở ngực luôn nhá, mã số 1 luôn, còn có một chị xem thôi. 100.000 ba cái mã số 1 này, một cá màu hồng này, hết người xem luôn, hết người xem luôn thì thôi em không like nữa nha mọi người nha, không còn ai xem là em không like đâu, không còn ai xem em không like đâu nha mọi người nha. Đây ạ, không còn ai xem em không like đâu nha, chào đợi họ linh tinh thôi, họ linh tinh em kết thúc like nha mọi người nhá.